Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Để tiếp tục chương trình, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin y học với bác sĩ Trần Văn Sáng. Xin kính chào các quý thính giả của đài SVTN ở khắp một nơi. Lần nữa tôi được xin hành trở lại trong chương trình tin học ngày hôm nay với cái tin tức mới nhất về sự dinh dưỡng trong bệnh tiểu đường. À, thì ngày hôm nay tôi sẽ tập trung vào vấn đề à, dinh dưỡng, tại vì lần trước chúng ta đã bàn về cái, cái, cái nguồn gốc của bệnh tiểu đường. thì trong bữa dinh dưỡng nhớ là trong tất cả những bữa ăn chúng ta thì lúc nào cũng có những chất sau đây: thứ nhất là cái chất ngọt, số hai là cái chất thịt chúng ta gọi là protein, số ba là chất béo fat, số bốn là rau cải và số năm là trái cây. lúc nào trong bữa ăn chúng ta cũng sẽ có tầng ấy cái những món như vậy chúng ta cần nhớ vậy thì cái chất ngọt ở đây có phải là cái chất đường kẹo chúng ta bánh không thực sự nó nhiều hơn cái đó chất ngọt chúng ta cần nhớ cái chữ là carbohydrate đó là cái chất tinh bột hay là chất ngọt có liên hệ tới tinh bột nó là một chất để tạo ra năng lượng rất cần thiết cho cơ thể tại vì nó giống như cái xăng khi cơ thể ăn vào nó sẽ biến dưỡng ra thành calorie để giúp cơ thể chúng ta hoạt động rất cần thiết cho cơ thể và không những như vậy khi dư thừa khi cơ thể nó sẽ tự động dự trữ những cái chất dư như, như vậy thành mỡ tại ra nếu người ta ăn nhiều chất ngọt quá rất là dễ bị mập và nếu như vậy những người bệnh thì khi ăn nhiều quá thì nó lại tăng đường lên trong máu cái chất thứ nhì quý vị phải nhớ đó là cái chất đạm hay là chất protein hay là chất thịt chúng ta gọi nói chung như vậy cũng cùng nghĩa sự cần thiết cho các cơ quan trong cơ thể vì thì cái chất đạm hay là cái chất thịt là cái chất để tạo ra những cấu trúc để mà duy trì cơ thể chúng ta thí dụ như tạo ra bắp thịt da xương tạo ra những cái máu hồng cầu nhân dân thì đây là một chất hết sức là quan trọng cái chất số ba chúng ta phải nhớ là không bao giờ tránh được đó là cái chất béo rất có nhiều người thích ăn chất béo tại vì nó cũng tạo ra năng lượng cũng giống như những chất khác cũng giúp ra cho tạo ra những cái chất đặc biệt trong cái hoạt động của hệ thống thần kinh và hoạt động của não và cơ thể cũng dùng cái chất béo này để tạo ra cái mà chúng ta thường gặp đó là cholesterol cũng đồng thời cũng sẽ giúp dự trữ năng lượng chứ cái vàng mỡ. Chúng ta sẽ trở lại chút xíu để khai triển một chút xíu về cái chất ngọt là cái gì, chất ngọt carbohydrate. Thì chúng ta nhớ là không phải chỉ là cái chất đường hay là chất gì ngọt của chúng ta ăn nhưng mà nó gồm có gạo nếp và tất cả những cái gì làm từ gạo nếp, bún, mì tinh bột nhân dân, quý vị cần nhớ như vậy chúng ta không có thể nói là tăng ăn gạo để thay thế bún, để thay thế gạo, không, không được cũng giống nhau, tất cả những loại khoai lang từ khoai mỡ, khoai mì, khoai côn cũng được nhóm trong nhóm là chất ngọt và cuối cùng các đường các ngọt, chất chè, mứt nhân dân những gì mà chúng ta thích thì nó có nhiều cái chất carbohydrate trong đó đặc biệt chú ý là Quý vị nào thích bánh mì vẫn cẩn thận vì tất cả những sản phẩm từ bột mì, bánh ngọt, tất cả những loại bánh chúng ta thường thấy trên thị trường đều có cái gốc từ trong bánh mì cả, kể cả cái oatmeal, chúng ta tưởng là không có nhiều đường nhưng mà cũng hàm lượng đường rất là cao. Chúng ta sẽ à, đi qua một cái phần kế tiếp số 4, tức là rau cải và những cái hạt. Đây là cái nguồn quan trọng mà chúng ta không có, nó không được tại vì nó cung cấp chất sợi fiber để giúp cho cái ruột hoạt động và cũng có chứa ít chất đường nhưng mà nó ít hơn và không đáng kể và cũng cung cấp thực phẩm ngoài cái thực phẩm đó nó cũng cung cấp thực phẩm cho các vi khuẩn tốt trong ruột tại các vi khuẩn này nó cũng cần những cái chất sợi để mà nó sinh tồn và nó giúp cho cái ruột hoạt động đồng thời cung cấp những cái loại vitamin khác nhau cho chúng ta thì bây giờ đây là những chất rất là cần thiết chúng ta sẽ qua một cái cuối cùng cái trong cái thực bản thực phẩm của chúng ta đó là trái cây Trái cây làm nguồn cấp năng lượng vì nó có chứa nhiều chất ngọt cả và giống như chúng ta đã nói. Nhưng mà nó là nguồn cung cấp sinh tố quan trọng, CB dân dân. Tất cả đều nó nằm ở trong cái phần lưỡi trong trái cây. Cũng làm nguồn cấp chất sợi để giúp cho cái ruột và sự điều hòa. Đồng thời điều quan trọng nhất là trái cây sẽ cung cấp cái nguồn antioxidant chống lão hóa cho cơ thể chúng ta. Chúng ta đã nhớ những cái điểm chính vậy câu hỏi kế tiếp thực sự đặt ra cho quý vị đặc biệt quý vị nào mà ở trong bệnh tiểu đường thì lúc nào cũng thắc mắc không hiểu là bây giờ mình ăn bao nhiêu là đủ không? thì nhiều với nhiều khoa học người ta tính là cần bao nhiêu năng lượng tức là cần bao nhiêu calorie thì một cách tính đơn giản là quý vị cứ lấy trọng lượng của mình nhân 13 nếu quý vị không có hoạt động gì nhiều nếu quý vị làm việc vừa phải như tôi nhân dân thì nhân cho 16 và nếu quý vị làm việc nặng lao động à, đi làm công trường construction dân dân thì chúng ta cần nhân cho số 18 và nếu quý vị không nhớ 13, 16, 18 gì cả thì nhớ số 15 tức là lấy trọng lượng nhân cho 15 quý vị sẽ biết được một ngày mình cần bao nhiêu năng lượng tức là chiếc xe mình cần bao nhiêu xăng để chạy trong cái ngày hôm đó thí dụ một người 140 pound thì chúng ta nhân lên khoảng 16 thì được 2.400 calories tại sao chúng ta phải tính như vậy đây là cái điểm đặc biệt cho những cái người tiểu đường Chúng ta cần biết bao nhiêu đường họ được ăn Thì chúng ta cần nhất là lấy cái số calorie chia ra phân nửa Tức là nếu một người cần 24 ngàn, hai ngàn tư Thì chia ra là còn 1 ngàn hai calorie Tức là sau đó thì lấy cái số phân nửa đó chia cho 4 thì chúng ta biết được người đó được phép ăn bao nhiêu đường trong một ngày Tức là họ cần khoảng 300 gram đường một ngày Nhưng mà những người đã bị bệnh rồi thì họ chỉ được quyền ăn phần nửa của số đường đó tức là chỉ ăn một trăm năm rưỡi một trăm rưỡi gram đường mà thôi đó là cái điều mà quý vị cần nhớ và trong chúng tôi sẽ có dịp để trình bày làm thế nào để phân tích những cái cái gram đường trong cái thực phẩm chúng ta để chúng ta có thể sử dụng được bây giờ trở lại cái bữa ăn mà từ thường chúng ta có quý vị thấy mâm cao cổ đầy lúc nào cũng có đủ thứ nhất là tại hoa kỳ à, thì chúng ta có đủ thứ là nào thịt cá chuối rồi uh, kem rồi sữa nhân dân. Nhưng cần nhớ là đối với người chịu đường carbohydrate tinh bột đó là những cái món quý vị thấy trước mặt gồm có cơm, bánh mì kho lan, bún mì, bánh sinh nhật sữa nhân dân. Đó là cái điều mà quý vị phải giảm dưới 50%. Và những cái chất ngọt này thì nên tránh những cái thức ăn ngọt, cà phê sữa, đá uh, cốt chè một màu hai màu ba màu bốn màu dân chúng ta phải ăn rất là hạn chế chất đạm thì thịt cá à, những đồ biển à, kể cả thịt gà tê thịt kia chúng ta được quyền ăn để nó có cảm giác là chúng ta no và có đủ năng lượng để mà sử dụng nếu gì không ăn được thịt thì nên thế bằng à, à, những cái loại như là phố mát trứng à, à, đậu hũ hoặc là một cái nguồn rất là quan trọng đó là những cái kem bơ lấy từ đậu phụ tức là peanut butter. Thì chúng ta đó là chúng ta tạm đủ về cái chất thịt cho chúng ta sử dụng. Còn cái chất béo quan trọng lắm tại vì cái chất béo nó liên hệ tới cholesterol. Chính vì vậy chúng ta phải lựa những cái chất béo để mà ăn. Thì cái chất béo quan trọng nhất mà rất cái giá trị nhất vẫn là cái cái olive mà phải tươi mới được. Chúng ta không có thể dùng olive để mà nấu hay là chiên còn những cái loại mayonnaise những cái loại như là cream cheese những cái loại butter để mà quý vị có mùi thơm để mà nước ấy, thì điều đó chúng ta cần nên hạn chế tại sao tại vì nó có hai loại chất béo loại chất tốt loại xấu tốt là quý vị thấy ở phía trên tức là từ cá từ uh, trái bơ và từ những cái loại hạt khác nhau và đậu phụ còn cái loại bread là những cái loại từ pizza, những cái loại bơ, những cái loại mà quý vị thấy thường thấy trong bánh trái kẹo nhân dân bán bên ngoài đó là những cái loại chúng ta nên tránh. Nhưng cái điều quan trọng nhất đối với người ở đông chúng ta những người Việt Nam chúng ta thích ăn những cái đồ nó thật ngon, thật giòn nhân dân à, thì chúng ta nên tránh cá chiên, cánh gà chiên, à, cơm chiên hay là những cái loại đó. chúng ta nên hạn chế những cái điều này vì đó là cái nguồn gọi là bad fat Tại nguyên tắc của nó là đưa ra một cái loại mỡ gọi là free fatty acid gọi là rất là rất là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta. Thì chúng ta sẽ có dịp bàn tới trong những chương trình mới nhưng mà chúng ta nên tránh những cái đồ mà chiên nhiều như thế này. Sau đó thì chúng ta có rau cải và trái cây. Dần dần đây là cái nguồn rất là tốt cho cơ thể, không những cung cấp cho vitamin cũng cung cấp cho chúng ta những chất sợi nhưng mà cung cấp những cái chất cần thiết cho cái ruột để nó hoạt động thì cái trái cây của chúng ta là chúng ta cần phải nhớ chúng ta sẽ có một cái bảng tôi rất là khó để phân tích cho quý vị tất cả loại trái cây nhưng mà trên cái bảng này quý vị trưng cao nhất là cái nhiều đường nhất tức là những cái gì mà ngọt mà có nhiều nước nhiều nhất thì quý vị nhớ là nên tránh những cái gì mà ngọt mà hơi đặc chút xíu thì nó cái hàm lượng nó ít hơn và cái trung dung là chuối và sau cùng đó thì là cam và những loại như táo và đu đủ nhân dân thì chúng ta sẽ được ăn khá hơn nguyên tắc dinh dưỡng là gì chúng ta sẽ phải giảm thực phẩm có chất đường dưới năm mươi cho những người tiểu đường tăng thực phẩm có chất đạm và đồng thời ăn nhiều rau cải và chọn những loại trái cây ít ngọt thì tôi nghĩ đó là cái điều quan trọng nhất kết luận là gì thật sự trong cuộc sống của tôi tôi đã đi quá nhiều cái kinh nghiệm về biển này kiến ăn vấn đề khó nhất trong việc đối phó với bệnh tiểu đường nhưng mà quý vị cần nhớ là đường đi khó không phải vì ngăn ông xếp núi mà khó chỉ vì lòng người ngại núi e sông do Nguyễn Bá Học và tôi vẫn nhớ cho đến ngày hôm nay từ cái thời à, niên thiếu rất nhỏ. Xin à, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và quý vị có thể xem lại bằng cách vào trong cái Youtube đến Trường Ban Tiếng Học. Thần tới tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề cái đề tài tiểu đường và cái thực phẩm và cách chữa như thế nào. Xin cảm ơn quý vị.